Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm và phụng tống Kim Quang, trưởng lão hòa thượng Thích Trừng Giác nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự lễ tưởng niệm có hòa thượng Thích Quảng Thiện, thành viên hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Giác Dục, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni trong thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành, môn đồ Pháp Quyến, Phật tử xa gần đồng tham dự. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa đã cung tuyên tiểu sử của cố trưởng lão hòa thượng Thích Trừng Giác. Hòa thượng Thượng Trừng Hạ Giác, tự Chơn Thường, hiệu Từ Phong, thế danh Nguyễn Tha, tự Nguyễn Đình Dung, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1944, năm Giáp Thân, tại thôn Tiên Du, xã Ninh Phú, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trong suốt cuộc đời hành đạo phụng sự chúng sanh, hòa thượng hành theo hạnh nguyện vì lợi ích cho chúng sanh, với tâm lượng vì tha, vì lợi lạc quần sanh, nên hòa thượng đã rút tỉa các ý chính trong kinh điển, áp dụng thực tế giáo hóa hàng đệ tử, tu tập theo tinh thần giới luật. Hòa thượng đã an nhiên xả báo thân vào lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 23 tháng 3 năm Quý Mão, nhằm ngày 12 tháng 5 năm 2023. Họ 80 thế tuế và trải qua 50 mùa kiết hạ an cư. Trong giây phút lắng động, Thượng tọa Thích Như Trí, trưởng Pháp tử, đã thay mặt cho môn đồ Pháp Quyến chia sẻ đôi dòng tiễn biệt Giác Linh Tôn Sư. Trong giây phút cuối cùng, môn đồ Pháp Quyến đối trước Giác Linh Đài, hồi ức lại những kỷ niệm với ân sư, nhớ lại những ngày tháng thầy còn khỏe mạnh, những lời thầy dạy dỗ trong thời kỳ khó khăn của đất nước. Thầy và trò đã cùng nhau cố gắng tu tập. Giờ đây, thầy đã không còn nữa, để lại niềm tiếc thương cho hàng đệ tử hậu học. Sau lễ truy niệm, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm lần sau cuối. Sau đó cung thỉnh hòa thượng Thích Quảng Thiện cử hành lễ phất trần và môn đồ Pháp Quyến cung thỉnh Kim Quang cố trưởng lão hòa thượng Thích Trừng Giác trang nghiêm nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Phong.